Vì sao chủ nhân lại thờ ơ với ngôi nhà gỗ sơ đỏ được trả giá 100 tỷ đồng? Nếu tôi bán ngôi nhà đó lấy hơn 100 tỷ thì có lẽ cuộc sống sẽ không bình yên vì số tiền đó quá lớn. Vì vậy tôi cứ để nguyên không bán, không phải lo gì hết. Chủ nhân của ngôi nhà gỗ sơ đỏ chia sẻ. Choáng ngợp trước ngôi nhà gỗ sơ đỏ 100 tuổi. Ngôi nhà ba gian làm bằng gỗ sơ đỏ của ông Khổng Trọng Bình, 62 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang, gây chấn động cả nước cách đây gần 10 năm. Cho đến tận bây giờ, nhắc đến ngôi nhà đó, nhiều người vẫn không khỏi choáng ngợp về giá trị của ngôi nhà. Gặp ông Bình, ông vẫn bình thản nói: "Tôi có căn nhà gỗ ba gian để làm nhà thờ, chứ có to tát gì đâu. Nhiều người định giá nó lên tới vài tỷ đồng, còn tôi coi đó như một căn nhà bình thường để thờ tổ tiên. Có khách biết tin về đây trả giá, nhưng biết tôi làm nhà thờ nên họ không đến nữa." Nhà ông Bình có 3 ngôi nhà mặt tiền sát nhau ở thành phố Bắc Giang, kinh doanh gỗ, vải. Còn ngôi nhà thờ bằng gỗ sơ đỏ nằm trong ngõ, cách nhà ông Bình ở khoảng gần 200 mét. Ngôi nhà gỗ nằm khuất trong những nhà cao tầng, nhưng khi bước tới gần đã thấy một mùi hương tự nhiên. Theo quan sát, ngôi nhà ba gian không lớn, chỉ rộng tầm 50 mét vuông, nhưng được thiết kế theo phong cách hoài cổ với những hoa văn tinh tế. 24 cây cột trong nhà đều giữ được vẻ bóng đẹp với những đường vân mềm mại trầm phù ẩn hiện dấu tích thời gian. Các cột đều thẳng tắp, các kèo và xà của ngôi nhà thể hiện sự công phu của nghệ nhân xưa qua những họa tiết hoa văn độc đáo được chạm trổ tinh xảo, khiến ai thường lãm cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ. Hành trình về với chủ nhân của ngôi nhà 100 tuổi. Kể về quá trình sở hữu được ngôi nhà, ông Bình cho biết ông đã đi nhiều nơi nhưng chưa tìm được một căn nhà gỗ nào ưng ý. Tình cờ năm 2001, một người bạn của ông tâm sự có một căn nhà gỗ mua ở Hà Tĩnh với giá 350 triệu đồng đang muốn bán, vì khi dựng ngôi nhà lên nó quá nhỏ so với mảnh đất nên dỡ ra để đó. Xem ảnh chụp ngôi nhà lúc dựng của người bạn tôi lúc chưa tháo dỡ, tôi mê quá nên đồng ý ngay và trả 350 triệu đồng. Bởi với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề gỗ, tôi thấy ngôi nhà đẹp như vậy không thể làm bằng gỗ thường, ông Bình nói. Ông cho biết, chủ nhân của ngôi nhà là một cụ bà 90 tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Khi bà cụ về làm dâu thì đã thấy ngôi nhà được dựng lên rồi. Vì tuổi cao nên bà quyết định bán ngôi nhà lấy ít tiền để chia cho con cháu làm của hồi môn. Người bạn của ông Bình đã mua lại ngôi nhà rồi sau đó dựng lên, thấy không hợp với diện tích đất nên bán cho ông. Ông chia sẻ, tháng 3 năm 2011, tôi mới trở gỗ về và cho người vệ sinh sạch sẽ trước khi dựng. Điều ngạc nhiên là sau khi cho người cào rửa để chuẩn bị dựng thì gỗ chuyển từ màu đen sang màu đen hồng và tỏa mùi thơm. Từ đó, ngôi nhà bằng gỗ xưa của ông Bình nhanh chóng được lan truyền. Hàng ngày có nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem. Có một vị khách tự xưng là thợ gỗ ở Đồng Kỵ, Bắc Ninh đến ngắm nghía kỹ càng, tỉ mỉ từng chi tiết, sau đó quyết định trả giá 50 tỷ đồng nhưng tôi không bán. Có một bà giám đốc đến xem xong đã đưa ra mức giá trên 100 tỷ đồng để mua lại ngôi nhà, nhưng tôi vẫn không bán. Biết tôi làm nhà thờ nên nhiều khách chỉ đến xem và không trả giá nữa, ông Bình cho hay. Gia chủ chia sẻ, ngôi nhà mua có mấy trăm triệu, bỗng dưng có người trả giá 100 tỷ, khiến tôi cũng choáng ngợp, nhưng không ai mua về làm nhà thờ mà lại đem đi bán lấy tiền tiêu cả. Chính ông Bình cũng ngạc nhiên về giá trị thực của ngôi nhà, ông kể lại. Ban đầu, khi mới mua về, tôi cứ nghĩ là gỗ lim, chứ không biết gì cả. Đến khi cho thợ rửa sạch sẽ để chuẩn bị dựng thì mới phát hiện và tôi rất bất ngờ với giá trị của ngôi nhà. Theo ông Bình, toàn bộ ngôi nhà được làm bằng gỗ xưa, từ chiếc lối nhỏ được trang trí trên cửa cho đến những cây cột lớn trong nhà, chỉ khung các cửa chính bị hỏng mới phải thay bằng gỗ khác. Ngoài những hoa văn tinh xảo, trên khung nhà còn được khắc hai dòng chữ Hán Nôm. Ở giữa hai dòng chữ là một hình tròn được vẽ theo thuật phong thủy